Kênh Bonsai Cần Thơ xin thân ái kính chào quý cô chú các anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh đến với vườn mai Lan Nguyễn, địa chỉ xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với vườn mai Lan Nguyễn. Em chào chị Lan. Rồi em xin chào anh. Em xin chào cô chú anh chị em mình hát đang xem tên kênh Bonsai Cần Thơ ha. Thì hôm nay em trở lại kênh, em có giao lưu một số mai là cúc thọ hương và dảo thủ đức và mùa nha cô chú anh chị em mình. Thì trước hết là số điện thoại của em là 0385 27958, cũng là số Zalo của em luôn ha. Thì địa chỉ của vườn của địa chỉ vườn em là ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nha. Thì cây đầu clip là cây dạ cúc thọ hương nha cô chú anh chị em mình. Clip cây đầu cúc thọ hương. Đầu clip là cây mã số 1A nha cả nhà. Rồi, cây mã số 1A ha, cúc thọ hương. Dạ, cây cúc thọ hương. Cúc thọ hương của em thì đã được một mùa mấy nha cô chú anh chị em mình. Hiện tại cây này thì bo cũng rất là nhiều nha cô chú anh chị em mình. Đó, chiều cao như chị? Rồi, chiều cao là một... Chưa hết tương dây. Chiều cao là 121 ha cả nhà. Đó, nó tán ngang luôn. Tán ngang là 81. Tán ngang 81. Hoành thân nó được 16 nha cả nhà. Rồi, hoành 16. Đây, hoành 16. Đặc biệt là cái tàn nó rất là đều nha cả nhà. Thì cái mã số 1A là giá là 2.500.000, em bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà. Rồi. 2.500.000 ha. Tất cả em đều bao phí nha cả nhà. Mã số 1A là một cây cúc thọ hương ha. Tàn rất là đều nha cả nhà. Lấy bo cũng là rất là nhiều ha. Rồi em xin phép xuống luôn nha. Rồi đổi cây. Mã 2A. Tiếp theo là mã 2A ha. Là cũng là một cây cúc thọ hương luôn cả nhà. Đây này. Này nãy phải lấy cái bằng lùng á, ngoài này cao quá. À, chiều cao như chị? Rồi cao là 128 nha cả nhà. Hoành là 80, ôi, ngang là 82. Ngang 82. Quên nó hoành. Cái hoành thân thì được 17 nha cả nhà. Xây dòng vậy. Hoành thân được 17. Hoành 17. Cây này thì giá cũng 2.500.000 luôn nha cả nhà. Rồi, tàn tròn đều đẹp ha. Rồi. Đây cây này thì nó có mặt hoa luôn nha cả nhà. À. Rồi, hoa cũng... nó bị rụng rồi, nó héo rồi, nó vậy ha, nó bị héo rồi. Rồi. Nó bị héo. Cây này lấy bo cũng rất là được mấy trăm bo nha cả nhà. À. Đó. Tàn rất là đều ha cả nhà. Rồi cây mã số 2A này cũng giá là 2.500.000 nha cả nhà. Tất cả em đều bao phí hết ha. Rồi em xin phép xuống. Nhỏ kêu như phụ kìa. Rồi tiếp theo là mã số 3A. Bàn cao quá. Rồi, chiều cao là 125 cả nhà. 125 chiều cao. Tán ngang. Tán ngang là 76. Tán 76, hoành thân. Hoành thân này 19 nha cả nhà. 19. Rồi, xoay vòng chị. Mã số 3A này giá cũng 2.500.000 luôn nha cả nhà. Rồi. 2.500.000, mã số 3A. Là một cây cúc thọ hương ha, tàn rất là đều nha cả nhà. Anh chị em mình về lấy bo cũng rất là nhiều nha. Cái này em để cho anh chị em mình lấy bo ha. Cái chột nó thì nó cũng lớn hết rồi nha cả nhà. Đây nó hiện tại nó đang ôm nụ hết trơn nha cả nhà. À. Cây này hiện tại nó có đang ôm nụ, nút nụ nữa ha. Đang có nút nụ hết ha. Dạ. Chì cành khá đều, là tàn đẹp. Mã số 3A giá cũng 2.500.000 luôn cả nhà. Rồi đổi cây. Rồi xin phép xuống luôn. Tiếp theo là mã số 4A.
Mã số 4A, cúc thọ hương luôn hả chị? Rồi, chiều cao là 120 cả nhà, cây này quá đẹp luôn cả nhà. Tàn rất là đều luôn ha. Và chiều cao là 91 cả nhà, chiều tán ngang 91. Rồi, hoành thân được 18 ha. Hoành 18. Rồi, cái mã số 4A này giá cũng 2 triệu 500 ngàn nha cả nhà. 2 triệu 500 ngàn. Tất cả đều em ghép vào cái chột nó bự hết trơn nha cả nhà. Đó, cây này cái chột nè ha, nó bự hết ra. Đổi cây. Tiếp theo là 5A. Và cao là 110. Cao 110. Ngang là 70. Ngang 70. À, cái hoành thân thì được, để em đo sát lại. Hoành thân nó được 19 nha cả nhà. Rồi, hoành 19 luôn. Rồi, cây này thì 2 triệu 400 ngàn nha cả nhà. Rồi, em xin phép xuống luôn. Tiếp theo là 6A. Rồi, cao là 108. Tán ngang là 66. Hoành thân 16. Hoành 16. Rồi, cây này ha, cũng giá 2 triệu 400 ngàn cả nhà. Toàn tròn, đều đẹp hết ha. Cây này tết, trái bông là ok rồi đó. Đẹp. Đó rồi, em xin phép xuống luôn. Tiếp theo là 7A. Và chiều cao là 112. Cao 112. Tán ngang là 81. Hoành thân là 17. Hoành 17. Dạ, cái mã số 7A này giá cũng 2 triệu 500 ngàn cả nhà. Rồi, bao xếp to quất luôn. Rồi, đây. Cái chột nè cô chú anh chị em mình xem á, em ghép cái chột rồi nó rất to rồi nha cô chú anh chị em mình. Rồi. Chột nó rất to rồi ha. Rồi, em xin phép xuống luôn. Rồi, tiếp theo là 8A. Thì hiện tại bên vườn em có giá sỉ luôn nha cô chú anh chị em mình. Một số lượng nhiều. À, cây này cao là 101 ha. Tán ngang là 88. Hoành thân thì 19. Mã số 8A này là cũng giá 2 triệu 400 ngàn cả nhà. Sao giọng bán chị? Rồi em xin phép xuống luôn. Rồi tiếp theo là mã số 9A. Cha cây này cao dữ. Rồi cây này hết theo thước dây luôn cô chú anh chị em mình. Cao 1m6 à. Rồi tán ngang là 79 nha. Hoành thân 17. Cái mã số 9A là giá là 2 triệu 500 ngàn luôn nha cả nhà. Rồi em xin phép xuống luôn. 10 cây lên cái kia đi. Đánh kia 5 cây. Đánh kia.
Rồi tiếp theo là 9. Này 10 phải không ta? Tiếp theo là 10A. Cắt nhiêu chị? Rồi, rồi cây này là 124 ha. Chiều cao 124. Cái này tán ngang là 76. Tán 76 luôn. Rồi quanh rốc là 17 ha. Quanh 17. Rồi, rồi cây này thì giá 2.400.000 nha cả nhà. Mã số 10A. Rồi em xin phép xuống luôn. Mình kéo các bạn sẽ đắng không? Rồi tiếp đi. Rồi nói luôn ha. Dạ. Rồi tiếp theo là 11A là một cây dảo Thủ Đức giá 10 năm nha cả nhà. Một cây dảo Thủ Đức ha. 10A, ở 11A. Rồi cao nhiêu chị? Rồi chiều cao là 124 nha cả nhà. Tán ngang. Tán ngang là 103. Quanh thân đó là 24 nha cả nhà. 24. Đây cái gốc này đây hình thú ha. Để hình thú. Rồi cây mã số 11A này giá là 6.900.000 nha cả nhà. Cái những cái trộn đó nó bự hết trơn luôn nha cả nhà. Đây. Liền thân liền cốc ha. Rồi. Mã số 11A này là một cây dảo Thủ Đức ha. Giá thì 6.900.000 nha cả nhà. Tất cả em đều bao phí hết trơn ha. Thì nếu giao gần rần thì em sẽ để nguyên chậu gì cho cô chú anh chị em mình nha. Mã số 11A là một cây dảo Thủ Đức giá 10 năm ha cả nhà. Rồi. Em xin phép xuống ha. Tiếp đi. Tiếp ha. Dạ mã tiếp theo. Rồi mã tiếp theo là mã số 12A. Rồi cây này. Cây này quá đẹp luôn á cả nhà. Không biết đứng sao đo luôn á. Rồi chiều cao. Rồi cao là 127 ha. Tán ngang như chị? Rồi tán ngang là 105. Rồi cây này đế hình thú luôn ha. Rồi con tất cả là con thú hết ha. Rồi quanh thân này được 20 nha cả nhà. Quanh 20. Rồi. Nguyên một con thú luôn nha. Đây. Mã số 12A nè, cầu giá thì cũng 6.900.000 luôn nha cả nhà. Cái này nó mới ra mà có một cơ nha cả nhà. Đây. Mới ra có một cơ đợt rồi ha. Đây. Được rồi, em xin phép xuống luôn. Rồi mã số tiếp theo chị. Rồi mã số tiếp theo là mã số 13A ha. Rồi chiều cao là 104. Tán ngang là 102. Hoành thân là 22. Hoành 22. À. Rồi. Để lực ha, hình thú ha. Rồi cây này thì giá 6.500.000 nha cả nhà. Tất cả là đều một hình thú hết ha. Đây. Rồi giáo Thủ Đức 10 năm ha. Nguyên cái đích luôn nha cả nhà. Rồi em xin phép xuống luôn. Thì bên vườn em có mấy chục cây như thế này nha cả nhà. Anh chị em nào có nhu cầu mình mua về Tết kinh doanh lại thì liên hệ qua số điện thoại của em là 0385
27958 cũng là số Zalo của em luôn ha. Thì bên em sẽ để chơi giá sỉ cho cô chú anh chị em mình về chơi ha. Rồi tiếp theo là mã số 14A. Rồi chiều cao như chị. Rồi cao là 112. Tán ngang là 93. Tán 93. Hoành thân. Ồ cây này quá trời cái cũ luôn ha. Hoành thân 19. Rồi hoành 19 luôn ha. Rồi cây này giá cũng 6 triệu 500 ngàn cả nhà. Rồi để đẹp ha, củ nở. Đây, liền thân liền cốt thế này. Rồi em xin phép xuống luôn. Dạ con mà lắng nha. Rồi mã số tiếp theo chị. Mã số tiếp theo là mã số 15A. Rồi chiều cao là 123. Tán ngang là 128. Rồi hoành thân 21. Rồi cây này giá 6 triệu 900 ngàn nha cả nhà. Rồi em xin phép xuống luôn. Rồi mã tiếp theo 16. Mã số tiếp theo là mã số 16A. Rồi cây này chiều cao hết thước dây luôn nha cả nhà. Rồi, chiều cao 160. Rồi tán ngang này là 122 nha. Tán ngang 122. Ok tự quay luôn nè thấy không? Tự quay luôn. Hoành nhiêu chị? Rồi hoành thân đó 23. Hoành 23. Rồi cây này giá ra cũng 6 triệu 900 ngàn luôn nha cả nhà. Rồi bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi tất cả em đều bao phí hết ha. Rồi em xin phép xuống luôn. Rồi tiếp theo mã số 17 nha cả nhà. Cái đưa này đưa nguyên một cái đít tre bá luôn ha. Rồi đó thông số rồi chị. Chiều cao. Rồi cao là 115. Ngang là 114. Ngang 114. Hoành thân khá to ha. À, hoành thân là 23. Hoành 23. Cái này đế thú ha, đẹp ha. Có cái u. Rồi cây này giá 6 triệu 500 ngàn luôn cả nhà. Rồi em xin phép xuống luôn. Rồi tiếp chị. Rồi tiếp theo là mã số 18. Mã số 18A. Rồi chiều cao. Rồi càng tăng cao là 118. Ngang là 116. Hoành thân là 20. Hoành 20. Rồi cây này giá là 1 triệu 6 triệu 500 ngàn.
Rồi tất cả em đều bao phí nha cả nhà. Mã số 18A. Giá là 6 triệu 500 ngàn cả nhà. Rồi em xin phép xuống luôn. Rồi tiếp đi. Rồi tiếp theo là mã số 19A là kết thúc clip luôn cả nhà. Được rồi, kiều cao là 125 ha. Tán ngang là 93. 93. Rồi hoành thân là 20. Hoành 20. Cái này cũ đấy. Cái cũ này quá bự luôn nha. Đo cái cũ này thử coi. Ồ, cái cũ bệ này tới 44 luôn nha cả nhà. Quá trời cái cũ luôn ha. Rồi cây này giá cũng 6 triệu 500 ngàn luôn cả nhà. Rồi thì cuối clip thì em xin chúc cô chú anh chị em mình hợp số với cây mã số nào thì liên hệ qua số điện thoại của em là 0385 27958 cũng là số Zalo của em luôn hén. Rồi em xin chào cô chú anh chị em mình. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý, liên hệ với vườn mai của chị Lan để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.